Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay cho đến ngày mai thì khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 cho đến 39 độ, có nơi còn trên 39 độ với độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ và độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 60%. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 22 đến 23 tháng 6 thì nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ cũng như là Trung Bộ sẽ có khả năng giảm dần. Khu vực Nam Bộ thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng, riêng chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Trên biển hiện nay ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau đang có mưa rào và dông. Tại trạm đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6 và tại trạm đảo Huyền Trân có gió mạnh cấp 8. Trong ngày và đêm nay ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Thưa bà con, bệnh ghẻ là tên gọi chung mà nông dân thường gọi của 3 loại bệnh khác nhau, thế nhưng đều rất phổ biến trên cây có múi, bao gồm bệnh ghẻ lồi hay còn gọi là bệnh ghẻ nhám, bệnh sẹo đen, tác nhân là nấm, bệnh ghẻ lõm còn gọi là bệnh đốm đen do tác nhân nấm và bệnh ghẻ loét do tác nhân vi khuẩn. Triệu chứng biểu hiện của các bệnh này thì khá là giống nhau nên là nông dân sẽ dễ nhầm lẫn trong việc chẩn đoán bệnh. Vì vậy mà việc nhận dạng đúng triệu chứng để xác định chính xác tác nhân gây bệnh thì có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc quản lý và phòng trừ bệnh một cách hiệu quả. Về bệnh ghẻ lõm ở trên lá thì bệnh ban đầu sẽ là xuất hiện những vết nhỏ màu nâu đỏ hơi gồ lên, sau đó thì sẽ trở thành đốm hoại tử hình tròn và lõm xuống với vùng tâm vết bệnh màu sáng và rìa vết bệnh thì sẽ có màu nâu đen. Trên trái bệnh gây hại chủ yếu vào giai đoạn trái già cho đến chín. Bệnh đốm đen với biểu hiện nhiều triệu chứng khác nhau ở trên trái, thế nhưng phổ biến nhất là triệu chứng bị đốm cứng. Vết bệnh ban đầu thì sẽ có hình tròn nhỏ lõm xuống và có màu xám ở giữa, cũng như là màu nâu đen ở rìa vết bệnh. Bệnh thường có quầng màu xanh nhạt xung quanh. Trên vết bệnh đã già thì thường xuất hiện những chấm màu đen hơi nhô cao ở trung tâm của vết bệnh. Để quản lý hiệu quả các loại bệnh nói trên, bà con cần phải lưu ý một số vấn đề như sau. Không trồng cây với mật độ quá dày. Cắt tỉa cành, dọn vệ sinh vườn thông thoáng sau mỗi đợt thu hoạch. Bón phân cân đối, sử dụng nhiều phân hữu cơ hoai mục hoặc là phân hữu cơ sinh học để giúp cây phát triển khỏe, tăng đề kháng với sâu bệnh hại. Bà con cũng cần phải phát hiện sớm, xác định đúng tác nhân gây bệnh để sử dụng thuốc hợp lý, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra vườn vào những giai đoạn mẫn cảm với bệnh. Khi mà cây đang ra lá non, cành non, trái non, sau những trận mưa lớn hoặc là những ngày có nắng mưa xen kẽ, khi vườn đã xuất hiện bệnh thì cần phải cắt tỉa cành bệnh, thu gom cành lá bệnh, mang ra khỏi vườn trước khi phun thuốc. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước trong ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.